OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản tin phân tích nhận định tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 6 năm 2019. Như vậy là tuần cuối cùng của tháng 5 đã khép lại với rất nhiều những cái tâm lý khác nhau. Ví dụ như là nếu những anh chị nào mà chúng ta trending phái sinh thì đã có một cái tuần đánh phái sinh rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là những anh chị nào mà chúng ta đầu tư chứng khoán ở trên thị trường chứng khoán cơ sở thì lại có một tuần không thực sự vui. Và ngày hôm nay thì Hùng cũng nhận được rất nhiều những cái dòng tin nhắn của các bạn gửi về, thì có người thì bảo anh ơi phái sinh rất là tuyệt vời, còn có những anh chị thì mà có nhắn tin cho Hùng Lê bảo là Hùng Lê ơi bây giờ hiện tại là phiên cuối tuần bị lỗ quá. Thì tí nữa thì Hùng sẽ đánh giá lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì như các anh chị cũng đã biết rồi, thì trong cái bản tin video số 56 khi đó Hùng phân tích và nhận định thị trường chứng khoán tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5, tức là cái tuần cuối cùng của tháng 5, thì Hùng cũng đã đánh giá chung đấy là thị trường chung sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trong cái tuần này. Bởi vì khi đó thì Hùng có đánh giá về cái dòng tiền đi vào thị trường cũng như một số các cái dòng để giúp ổn định tâm lý thị trường thì Hùng thấy là rất là yếu. Cùng với đó thì cái tuần cuối cùng thường là cái tuần mà các cái quỹ đầu tư của nước ngoài người ta cơ cấu. Chính vì cái việc là các cái quỹ đầu tư nước ngoài cơ cấu dẫn đến cái việc là những cái yếu tố bất thường của thị trường, thì chúng ta cũng rất là khó để chúng ta tiên lượng. Thì các anh chị cũng có thể thấy là trong cái phiên ngày thứ năm hoặc là phiên ngày thứ tư thì một cái số phiên trước đó thì thị trường của chúng ta đã có những cái phiên ATC với một cái lực cầu bán rất là mạnh. Và trong cái bản tin video số 56 thì Hùng cũng có đề cập đến việc là khả năng thì thị trường của chúng ta sẽ lình xình ở mốc 970 điểm đến khoảng tầm 973 điểm. Đây, 970 đến khoảng tầm 973 điểm. Khả năng trong tuần thì thị trường sẽ lình xình ở quanh vùng này trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Thì cái phiên ở cuối tuần, phiên cuối tuần thì thị trường đã có một phiên rơi rất là mạnh và phiên rơi gần như là gãy cái vùng 970. Thì những cái việc mà thị trường bị rơi mạnh và cái thị trường nó gặp những cái yếu tố bất lợi thì cũng đã tiên lượng được ở trong trong tuần trước. Và vấn đề là chúng ta cũng đã có những cái tiên lượng đó, và những cái mã cổ phiếu mạnh nhất của chúng ta thì cũng gần như là trong phiên ngày hôm nay thì cũng đã bị gãy hoặc là bị rũ rất là mạnh. Thì tí nữa chúng ta khi mà chúng ta đi phân tích cái danh mục đầu tư của chúng ta thì chúng ta sẽ điểm lại tất cả các cái mã cổ phiếu. Các bạn chờ một tí, Hùng sẽ đánh dấu lại cái vị trí của phiên ngày 24, tức là cái phiên phiên kết tuần. Đây chính là cái phiên kết tuần của ngày ngày thứ sáu, khi đó thì Hùng có làm bản tin video số 56. Đó thì các anh chị cũng có thể thấy rằng một tuần giao dịch rất là khó khăn của VN Index. VN Index của chúng ta có những phiên tăng lên được khoảng tầm 975 điểm và phiên ngày hôm sau thì lại rũ hết tất cả những cái thành quả đó, và đến phiên kết tuần thì VN Index của chúng ta đã có một phiên rơi rất là mạnh. Thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích thị trường sau. Thì Hùng cũng xin chia sẻ một cái câu chuyện ở bên lề một tí, đó là rất nhiều những anh chị đã gửi hồ sơ cho Hùng, nhưng do thời gian vừa qua thì Hùng cũng đã có chia sẻ rồi, tức là Hùng đang tập trung để căn chỉnh lại tất cả những cái thông số kỹ thuật cuối cùng của bên mảng FX. Thì hiện tại thì cũng xong, gần như là cũng đã là xong. Thì hiện tại thì Hùng đang đang cho cái EA tự động Hùng hoạt động, đang test thử ở trên rất nhiều những cái cặp tiền tệ khác nhau. Thì hiện tại đây là đang cho chạy khoảng tầm độ 10 cặp tiền tệ để test thử những cái tính năng tự động của bot, tức là cái khả năng vào lệnh, cái khả năng tự động vào lệnh lệnh buy hoặc là lệnh sell,
khi mà đạt những cái tín hiệu theo cái đầu vào của mình. Thì như các anh chị cũng biết là trên thị trường chứng khoán nói chung và FX nói riêng thì cái tâm lý đầu tư nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái kết quả đầu tư của chúng ta. Chính vì vậy nên Hùng muốn đặt ra một cái thuật toán, tức là cái thuật toán đấy chính là cái thuật toán mà trong phân tích kỹ thuật, tức là đạt cái thuật toán đó thì chúng ta sẽ mở lệnh mua, hoặc là đạt cái thuật toán đó thì chúng ta sẽ mở lệnh bán, lệnh sell. Thì khi mà lệnh buy hoặc là sell thì chúng ta sẽ có một cái thuật toán cố định, và sau đó thì tất cả những cái yếu tố đằng sau đó thì được lập trình một cách tự động để mình tránh can thiệp những cái yếu tố tâm lý. Thì Hùng đang test thử, thì hiện tại thì Hùng đang cho test thử để xem thử cái khả năng vào các cái tín hiệu đầu vào của E này nó hoạt động nó như thế nào. Thì về cơ bản là nó rất nhiều thời gian, bởi vì rõ ràng một điều là trên FX thì các anh chị cũng biết rồi, những anh chị mà đánh phái sinh thì các anh chị cũng biết, tức là cái khung thời gian đó, cái khung thời gian M5 thì nó sẽ khác khung thời gian M15, khác khung thời gian M30 và khác khung H4, hoặc là khác khung ngày đó, ví dụ như thế. Vậy thì với một cái khung thời gian khác nhau thì chúng ta lại có một cái bộ tham số khác nhau, và với một cặp tiền tệ thì chúng ta lại có một cái bộ tham số khác nữa. Và cứ như vậy thì chúng ta phải test chỉnh ở rất nhiều các cái góc độ khác nhau. Thì hiện tại thì Hùng đang cho chạy ở trên một cái tài khoản demo, với vốn giá trị ban đầu là một nghìn đô. Thì hiện tại bây giờ là bot đang chạy đây. Hiện tại thì khi mà Hùng làm bản live stream thì nó vẫn đang chạy các cái tín hiệu chạy ở trên các cái cặp tiền tệ. Thì gần như là khi mà mình đã đặt những cái thuật toán ban đầu thì nó sẽ loại bỏ hoàn toàn các cái sự can thiệp của con người vào trong cái quá trình giao dịch. Thì đấy là cái chính là Hùng đang muốn triển khai một cái việc nó như vậy. Chính vì thế nên là cũng mất khá nhiều thời gian. Một số các anh chị thì có nhắn tin hỏi Hùng là tài khoản đã được chưa, thì cũng sorry tất cả mọi người. Sau khi mà hoàn thành xong thì khả năng là tiến độ công việc của chúng ta cũng sẽ ok hơn. Và thêm một vấn đề nữa là chính vì cái lượng tài khoản các anh chị chuyển về VPS để giao dịch cũng khá là mới, dẫn đến một số các cái giao diện ở trên website thì các anh chị chưa có hiểu. Thì sau đó thì Hùng sẽ làm các cái bản video để hướng dẫn các anh chị của chúng ta. Chúng ta chỉ cần xem những cái bản video đó thì chúng ta có thể tự thực hành được. Thì đấy là một vài cái góc độ mà Hùng chia sẻ trước khi mà Hùng sẽ đi vào phân tích thị trường của chứng khoán Việt Nam. Thì hiện tại Hùng đang cập nhật là hiện tại chỉ số Dow Jones của chúng ta là đã bị thủng, hiện tại đã bị thủng mức mốc 25.000 điểm. Mốc 25.000 điểm là một cái mốc mà hỗ trợ khá là mạnh của Dow Jones. Thì hiện tại Dow Jones đã thủng cái mốc 25.000 điểm, tức là có nghĩa là khả năng thì phiên cuối tuần cũng khá là xấu. Và chúng ta nhìn ở trên góc độ hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Dow Jones đang khá là xấu, khi mà Dow Jones tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây quanh khoảng vùng 27.000 điểm. Và chính vì cái việc mà Dow Jones bị lao dốc nên đã dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là một số các thị trường cận biên. Thì khả năng là trong nhịp này thì Dow Jones sẽ giảm về khoảng đâu đó ở mốc 24.500 điểm, tức là khi giảm về mốc 20 đây, khả năng thì trong nhịp này sẽ dừng lại mốc 24.500 điểm. Như vậy là cũng đang mất một cái khoảng khá là dài. Còn Shanghai thì đang có một nhịp lình xình đi ngang. Còn Nikkei thì hôm nay cũng đã có một phiên bị phá vỡ cái vùng nền khoảng 20.931 điểm, thì cái mốc hỗ trợ này đã bị phá vỡ. Như vậy là thị trường chứng khoán thế giới đang có những cái dấu hiệu không thực sự tốt, và chính vì vậy nên những cái yếu tố này nó sẽ tác động lên tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam trong một cái tuần giao dịch mới. Bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản.
Chúng ta cùng đi các cái ba cái mã cổ phiếu cơ bản quan trọng nhất của họ nhà VIX. Thì hiện tại chúng ta thấy rằng là trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến cái việc là VIX có một cái Vinhome có một cái vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 85. Thì trong tuần vừa qua Vinhome đã bị phá vỡ ở cái mốc 85 và hình thành nên một cái xu thế giảm. Thì như vậy là cái xu thế giảm của Vinhome như thế này nó sẽ là xấu. Tại sao xấu? Bởi vì là cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất của trong cái nhịp đánh này của Vinhome thì đã bị thủng, và cái nữa là khi một cái nhịp hồi ở đây thì khi tiệm cận về cái vùng giá 87 ở đây thì Vinhome đã bị dội về. Như thế thì rõ ràng một điều là Vinhome sẽ bước vào một cái nhịp giảm, và như vậy thì nếu mà chúng ta xét ở trong cái kênh xu thế thì như thế là Vinhome sẽ phải đi tiệm cận về đâu đó khoảng vùng giá 78. 78 mà bây giờ là 82, như thế là Vinhome cũng sẽ mất thêm khoảng tầm độ 4 đến 5k nữa thì sau đó mới tích lũy lại. Thì khả năng sang tuần tới đây là một cái yếu tố khá là bất lợi, và nhìn ở trên xu thế hiện tại thì chúng ta thấy rằng dòng tiền của Vinhome khá là yếu, và cái xu thế giảm điểm nó đang được tiếp diễn và nó đang diễn ra mạnh mẽ hơn. Đấy là trên một số các chỉ báo kỹ thuật thì cũng đang nhìn thấy như vậy, mà đặc biệt là dòng tiền khá là yếu. VIX. Đối với VIX thì trong những cái bản tin gần đây thì cũng có đề cập đến việc là VIX sẽ khi mà có một cái nhịp hồi này thì cái nhịp hồi này VIX sẽ có thể tiệm cận về cái vùng đỉnh ở đây, tức là về khoảng quanh vùng 117 đến khoảng vùng 120. Thì trong bản tin tuần trước thì cũng đã có những cái tín hiệu cho thấy rằng khả năng VIX sẽ giảm, và nếu xét ở trong một kênh xu thế thì khả năng trong cái nhịp này VIX sẽ giảm về đâu đó khoảng một vùng 110 đến vùng 112, sẽ đâu đó khoảng đây khoảng vùng 110 đến khoảng 112. Còn nhìn ở trên góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VIX đang chuyển từ một cái nhịp hồi ở đây sang một cái xu thế giảm giá, như thế cũng sẽ là rất là xấu cho thị trường chứng khoán của chúng ta. VRE. Đối với VRE thì hiện tại đang tích cực hơn cả khi mà một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là VRE thì bây giờ sẽ xử lý như thế nào. Thì cũng có đề cập đến một cái vùng giá hỗ trợ của VRE, đấy là vùng 34.5. Nếu như tại cái vùng 34.5 mà VRE nếu như tại vùng 34.5 mà VRE bị phá vỡ, tại vùng 34.5 VRE mà bị phá vỡ ở vùng này thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta chốt một phần hoặc là chốt toàn bộ, bởi vì như vậy là khi mà cái ngưỡng hỗ trợ của cổ phiếu đã bị phá vỡ đi thì như thế là cổ phiếu nó sẽ rơi, và nếu như cái ngưỡng đấy nó bị rơi thì khả năng VRE sẽ lùi về thủ ở khoảng vùng giá 31.5 đến vùng giá 32. Đó, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là vùng 31.5 ở đây thì hiện tại là VRE vẫn 34.5 thì hiện tại đang đóng cửa vùng 34.8, 34.8, như thế là vẫn đang còn những cái cơ hội để có thể cổ phiếu này đi tiếp. Ok, chúng ta cùng đi tiếp mã cổ phiếu tiếp theo, đấy là chúng ta cùng kiểm tra mã cổ phiếu Vinamilk. Đối với Vinamilk thì trên một cái xu thế là Vinamilk đã tạo thành một cái lực hồi ở đây, và cái vùng cản của Vinamilk ở đây ở quanh vùng khoảng vùng 133 đến vùng 135, vùng 335, thì khi chạm về đây thì Vinamilk đã có một cái nhịp giảm, và trong các cái bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến cái việc là Vinamilk khả năng sẽ tiệm cận về tích lũy lại ở quanh vùng nền 125 đến vùng nền 127 đây, tức là tiệm cận lại vùng đáy cũ. Nhìn trên góc độ phân tích hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Vinamilk hiện tại xu thế chủ đạo của Vinamilk vẫn đang là một xu thế giảm giá. Khi mà dòng tiền đang bị yếu, đường MACD thì đã chuyển sang những cái đường tín hiệu đã chuyển sang một cái pha xu thế giảm giá rất là mạnh, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng Vinamilk khả năng sẽ đang rơi. Và khi Vinamilk rơi chạm về vùng 125, nếu như tại vùng này Vinamilk không trụ được, tức là khi rơi về cái vùng hỗ trợ thì cổ phiếu thường nó phải có những cái phiên để tích lũy lại tại đây. Nếu mà không tích lũy lại được tại đây thì như thế thì Vinamilk sẽ tiếp tục phá đáy. Và như thế thì cái vùng tiếp theo thì Vinamilk sẽ về ở lùi về cái vùng sâu hơn, đấy là khoảng quanh vùng 120. Thì chúng ta căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật, chúng ta căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể tiên lượng được những cái yếu tố tiếp theo của Vinamilk.
Nhưng nhìn ở trên cái xu thế hiện tại thì Vinamilk đang khá là xấu. SAB. Trong số các cổ phiếu trụ thì hiện tại duy nhất còn SAB là một cái mã cổ phiếu mà giữ được nhịp. Thì SAB cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng liên tục phân tích, tuy nhiên là Hùng không khuyến nghị đầu tư mã cổ phiếu SAB bởi vì mã này thì thanh khoản nó cũng khá là thấp. Nó chỉ thích hợp với lại những cái dòng tiền nó bé, chúng ta có thể đầu tư một vài trăm cổ phiếu này thì được, chứ chúng ta đầu tư một vài nghìn thì như thế nó cũng sẽ rất là khó. Và SAB thì cũng đã có tiên lượng một cái nhịp là SAB khả năng sẽ đánh tiệm cận về cái đỉnh cũ của SAB, đấy là khoảng vùng 265 đến vùng 267. Thì trong tuần vừa qua SAB đã đánh về vùng chính thức là ngày hôm nay kết phiên của tuần thì SAB đã đóng về vùng 267. Và kịch bản tiếp theo của SAB thì hiện tại một số các cái chỉ báo kỹ thuật và dòng tiền thì cũng đang thấy khá là tốt đối với SAB. Khá là tốt đối với SAB và khả năng thì SAB sẽ có một nhịp đánh dẫn về khoảng vùng giá 280. Khoảng về vùng giá 280 thì khi về đến vùng 280 thì khả năng là SAB cũng sẽ chỉnh ở vùng này. Tuy nhiên là với những cái tín hiệu hiện tại của SAB thì chúng ta cũng không 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 đầu tư mã cổ phiếu này bởi vì rõ ràng một điều là cái thanh khoản của SAB nó cũng khá là thấp và cái mức độ rủi ro thì nó cũng khá là lớn bởi vì khi SAB đã tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ ở đây là vùng 267 thì cũng có thể là sang tuần tới SAB sẽ phân phối hoặc là không thì có phân phối hay không thì SAB vẫn có một cái ngưỡng hỗ trợ đây là vùng 260. Nếu như SAB kết phiên thủng 260 với vol đạt khoảng tầm từ 30.000 đến 40.000 cổ phiếu thì như thế thì cái xu thế của cổ phiếu nó sẽ bị đảo lại và ngược lại nếu như cái vùng giá 260 này không bị phá vỡ mà sang tuần sẽ có thêm một vài phiên để đẩy SAB vượt cái vùng 267 đến vùng 268 thì khả năng cao thì SAB sẽ có một nhịp tiệm cận về vùng 280. Thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà đỡ cho thị trường của chúng ta đỡ một cái nhịp giảm sâu. VJC. Đối với VJC thì trang trên Zoom thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị. Trên Zoom, trên nhóm hiện tại thì chúng ta có hai cái room hỗ trợ anh chị em của chúng ta. Trong team đấy là một room thì chuyên về phái sinh, tức là ở đây thì chúng ta sẽ nhận những cái lệnh về phái sinh, chúng ta short hoặc chúng ta long. Đó, còn một cái room nữa là cái room chuyên sâu về về phân tích về 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 phân tích chứng khoán cơ sở thì liên tục trong tuần thì cũng đã có những cái phân tích và nhận định đặc biệt là định hướng về thị trường. Khi mà Hùng có đặt những cái yếu tố về 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 vùng ở cái vùng 970 và một số cái mã cổ phiếu có tín hiệu có dòng tiền thì đây là hai cái room chuyên sâu của team. Thì đối với VJC thì Hùng cũng có đề cập là sau cái phiên tăng mạnh đây thì VJC khả năng sẽ test lại ở vùng một vùng giá 123. Thì trên những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang thấy VJC đang khá là ổn, khá là ok. Và có thể trong giai đoạn này chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta có thể đầu tư VJC ở quanh vùng giá 123, Hùng đã khuyến nghị ở trên room. Và trong nhịp này VJC sẽ đánh về đâu thì thứ nhất là vì cái xu thế thị trường của chúng ta đang khá là yếu dẫn đến cái việc là khi chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ phải dựa vào những yếu tố về thị trường. Thì nếu như mà cổ phiếu này đánh mạnh thì cổ phiếu này sẽ chạm được khoảng về vùng 135, tức là về đến cái vùng này, về đến cái vùng đỉnh cũ gần nhất ở đây. Và cái lực hồi của VDC hiện tại thì Hùng đánh giá đang khá là tốt, khá là ok. Thì mã cổ phiếu VDC Hùng đã khuyến nghị ở vùng giá 123, chúng ta có thể tham gia đầu tư ở trong cái nhịp đánh này. BVH. Đối với BVH chúng ta cũng thấy rằng là xuyên suốt những cái bản tin phân tích hàng tuần thì Hùng bao giờ cũng có phân tích đến cái mã cổ phiếu này. Từ cái vùng ở trước đây, từ cái vùng vùng mà BVH đang nằm ở vùng 95 đến khoảng tầm vùng 100. Trước khi mà BVH có những phiên rơi rất là mạnh. Thì sau đó BVH đã rơi và BVH đã có một nhịp tích lũy thành công, Hùng đánh giá là khá là thành công ở vùng 70 đến vùng 75 với lực cầu khá. Thì trong những cái nhịp đánh gần đây thì Hùng có đề cập đến cái việc là BVH khả năng sẽ test chỉnh, có những nhịp test chỉnh về quanh vùng giá 76.
Và từ vùng 76 này thì sẽ có một cái lực hồi thì có thể đánh được về đến vùng giá 85. Thì trên cái xu thế hiện tại thì cũng đang thấy rằng là BVH đang có những nhịp tích lũy ở trên vùng giá 76. Một số các chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì cũng cho thấy rằng cái lực hồi của BVH có khả năng còn cái lực đánh mạnh lên hiện tại là chưa nhìn thấy, bởi vì là xung lực dòng tiền của lực đánh dòng tiền của BVH hiện tại thì cũng đang có những cái dấu hiệu suy giảm so với thị trường chung. Mansan, đối với Mansan có một cái nền tích lũy ở đây quanh khoảng vùng 87 đến khoảng vùng 88.5. Thì trong những phiên tuần trước thì Mansan đã có một cái nhịp đánh lên, và sau đó thì có một cái nhịp rũ cuối tuần hoàn toàn rũ sạch, và sau đó thì lại bị gãy khỏi cái nền tích lũy này, và hiện tại thì đang chạm chạm hỗ trợ ở khoảng quanh vùng 85. Thì khả năng cao thì Mansan vẫn vẫn một cái xu thế của Mansan hiện tại thì vẫn lình chình ở quanh cái vùng này thôi, chứ còn những cái động lực mạnh để giúp cổ phiếu này tăng mạnh thì hiện tại Hùng cũng chưa có thấy. Và cái vùng hỗ trợ của Mansan hiện tại là 85, khả năng thì sang tuần tới thì Mansan vẫn lình chình ở quanh đây. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu GAT, một số các cái mã cổ phiếu về dòng dầu khí. Thì đối với GAT, trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến việc là GAT có khả năng cái nhịp hồi này sẽ đánh về tiệm cận lại về vùng giá ở đây là khoảng vùng giá 113 đến khoảng vùng giá 115, tức là tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ ở đây, thì lúc đó thì chúng ta sẽ phải xem những cái tín hiệu của GAT. Và trong cái bản tin tuần trước thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng GAT đã có một phiên giảm rất là mạnh, có một tuần giảm giá rất là mạnh khi mà tiệm cận về vùng đỉnh cũ. Thì như vậy là trên cái xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể tiên lượng rằng là GAT đã tạo thành cái mô hình hai đỉnh ngắn hạn ở đây, và như thế thì GAT đã có một phiên phiên rơi ngày hôm nay, phiên rơi cuối tuần thì phiên rơi rất là mạnh, tức là cái lực bán khá là mạnh, dòng tiền thì bị suy yếu, và cái đường MACD thì đang mở rộng ra cho thấy rằng là cái xu thế giảm giá của GAT hiện tại đang khá là mạnh. Và khi xu thế giảm giá thì như vậy thì GAT lại có thể là chúng ta sẽ tiên lượng được một cái điều là GAT sẽ tiệm cận về cái vùng nền hỗ trợ ở đây là khoảng quanh vùng giá 97 đến vùng giá 100. Chính là cái nền tích lũy mà trước khi GAT bật từ nền 100 về đến vùng 115 trong cái nhịp phân tích trước đây vùng lên. Trên xu thế hiện tại thì chúng ta thấy rằng GAT đang khá là xấu, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy GAT đang rơi vào đà giảm giá rất là mạnh. PVD. Đối với PVD thì chúng ta cũng có thể xem các bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê, khi Hùng Lê có phân tích một cái nhịp điều chỉnh của PVD từ vùng giá ở đây khoảng vùng giá 18 17.5 đến vùng 18, và cái target mà Hùng Lê phân tích ở đây là khoảng vùng giá 21 về đến vùng giá 21. Và trong những cái khuyến nghị trước đây của Hùng Lê thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là những anh chị nào mà có PVD thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt ở quanh vùng giá 21, bởi vì ở đây sẽ có những vùng kéo xả ở đây, và như vậy thì sau những cái vùng kéo xả này thì PVD đã rơi. Và hiện tại thì PVD đã rơi rất là mạnh, rơi về vùng 18.7, và liệu trong nhịp này thì PVD sẽ rơi về đến tận đâu? Thì hiện tại là PVD đã rơi chạm về vùng ở đây, vùng 18.5 là một cái vùng hỗ trợ của PVD tại đây, thì hiện tại là PVD đang đóng cửa ở trên cái vùng 18.5. Kịch bản cho PVD thì Hùng đang tiên lượng khả năng PVD sẽ lình xình ở quanh vùng 18 đến 18.5 ở đây. 18.5 và đến vùng 18 ở đây, và sẽ lình xình ở quanh đây ở trong tuần tới, và lình xình một hai phiên ở đây thì PVD phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, và nếu như PVD bị thủng vùng 18 thì như thế là PVD đã hoàn thành, coi như cái việc hoàn thành sóng tăng của PVD từ vùng 14 lên vùng giá 21 như thế là kết thúc. Và cái việc này thì Hùng Lê cũng đã tiên lượng cho các anh chị, và cũng đã khuyến nghị các anh chị nếu chúng ta đang cầm nắm giữ PVD thì chúng ta cũng canh chốt từ những cái phiên tuần trước. Đối với PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong một cái nhịp phân tích gần đây thì Hùng đã có phân tích PVS sẽ tiệm cận về khoảng vùng 24 đến vùng giá 25. Vùng 25 đến thậm chí là có thể kéo đến về vùng 26. Các anh chị có thể, những anh chị nào mà xem những bản tin liên tục Hùng lên thì có thể theo dõi rất là sát những cái diễn biến của cổ phiếu này. Trên xu thế hiện tại thì Hùng có thể thấy rằng là PVS đã
đã hoàn thành, tức là hoàn thành cái sóng cuối cùng của PVS ở trong cái nhịp đánh này, và khả năng thì sau cái nhịp đánh này thì PVS sẽ bước vào một chu kỳ giảm giá. Và giảm về đâu thì đầu tiên là PVS sẽ rơi vào khoảng quanh vùng giá 21, quanh vùng 21 và tích lũy tại đây. Và nếu như tại vùng 21 mà PVS tích lũy được thì cái cơ hội mà để có một cái lực hồi là sẽ còn, nhưng nếu tại vùng 21 PVS bị đánh thủng thì như thế thì PVS sẽ rơi và sẽ khả năng là sẽ rơi về những cái vùng nền rất 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 thấp của trước này ở dưới này, tức là có thể sẽ rơi về quanh vùng 17 đến 17.5. Thì theo những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần thì chúng ta có thể xem những cái tín hiệu và Hùng sẽ liên tục phân tích những cái mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi qua một cái mã cổ phiếu về ngành dầu khí nữa, đấy là BSR. Thì hiện tại BSR vẫn là một cái xu thế lình trình đi ngang ở quanh vùng giá 13 đến khoảng vùng 13.5, thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa cho thấy rằng là BSR để có một cái xu thế tăng mạnh. Thì với BSR thì chúng ta có thể tham gia ở một góc độ là đầu tư dài hạn. PLX. Đối với PLX thì trong những cái nhịp phân tích trước đây Hùng có đề cập đến là PLX sẽ tiệm cận về vùng giá 68. Các anh chị lưu ý là vùng 68 là vùng giá trước chia. Còn ngày hôm qua thì PLX đã chia cổ tức 2006, tức là từ kèm 2006, tức là chỗ này nó chỉ còn lại khoảng vùng 65 chấm mấy đây, tức là 65.5. Như vậy là trong những cái nhịp phân tích ở gần đây thì cái target của PLX chỉ cách cái nhịp phân tích của Hùng Lê khoảng 500 đồng nữa. Và sau đó thì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là khi thị trường chung giảm thì PLX cũng không nằm ngoài cái xu thế đó. Thì hiện tại thì PLX đã rơi về vùng 63. 63 với việc là dòng tiền tiếp tục bị suy yếu và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng là PLX sẽ ngừng cái đà tăng và bước vào một cái nhịp suy giảm. Thì những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ PLX thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần PLX, bởi vì thị trường của chúng ta, tí nữa thì Hùng sẽ nói về cái xu thế chung của thị trường, nhưng về cơ bản là xu thế thị trường của chúng ta là xấu. Và cái xu thế xấu đó thì trong cái bản tin phân tích số 56 thì Hùng Lê cũng đã đề cập rồi. Thì khả năng là PLX sẽ tiệm trong nhịp này, nếu như PLX chỉnh thì PLX sẽ chỉnh về khoảng vùng giá 60 ở đây, chạm đường kênh xu thế, thì tại đó thì PLX sẽ có những cái phản ứng khác nhau ở đây, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PLX ở trong phiên tuần tới. Chúng ta cùng điểm qua một số cái mã cổ phiếu về ngân hàng Vietcombank. Đối với Vietcombank thì hiện tại Vietcombank chúng ta cũng thấy rằng dòng tiền ở của Vietcombank hiện tại đang khá là yếu. Và Vietcombank thì đang theo quan điểm của Hùng Lê thì Vietcombank đang cố đánh lại ở đây là khoảng vùng giá 68.5. Vietcombank đang cố đánh lại vùng giá 68.5 phân phối ở đây và sau đó sẽ bị gãy. Quan điểm là như vậy, còn vấn đề là Vietcombank sẽ gãy ở thời điểm nào thì có thể là hiện tại thì chưa có những cái tín hiệu gãy. Nhưng Vietcombank đang có những cái dấu hiệu phân phối ở quanh vùng 67 đến khoảng tầm vùng 68.5. Khi động lực tăng giá không còn và cổ phiếu lình xình đi ngang ở trên nền cao như thế này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và nếu như Vietcombank phân phối ở quanh vùng này thì như vậy là Vietcombank đã tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây cũng khá là rõ, các anh chị có thể nhìn thấy rất là rõ ở đây. Thì trên một số các chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy là cái đà tăng của Vietcombank đã bị cầm lại, và khả năng thì Vietcombank vẫn lình trình đi ngang ở đây và sẽ có xuất hiện những cái phiên bẻ gãy rất là mạnh, rơi mạnh, thì lúc đó thì chính thức là Vietcombank sẽ chính thức là vào phân phối. Đây, những cái phiên bẻ gãy rất là mạnh kiểu như bên này, hoặc là các anh chị có thể xem lại lịch sử ở bên này. Đó, khi mà lình xình ở trên đồi cao và sau đó thì sẽ có những phiên bẻ gãy rất là mạnh như này, thì chính thức là lúc đó thì sẽ chính thức là bước vào những cái nhịp phân phối của Vietcombank. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu BID. Đối với BID thì trong những cái bản tin phân tích thì Hùng cũng liên tục phân tích cái nền hỗ trợ của BID ở vùng 33.5.
Và trong tuần thì BID đã có khi chạm về vùng 33.5 và BID đã tiếp tục suy giảm và chạm về vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 31. Thì khả năng cao thì BID vẫn thực ra cổ phiếu BID thì cái gọi là cái thanh khoản của BID mà khi mà đẩy giá lên thì nó rất là dễ, tức là khoảng tầm độ 1,5 triệu đến khoảng tầm 2 triệu là có thể BID đã có thể trần rồi. Và trong những cái nhịp suy giảm này thì hiện tại dòng tiền đang khá là yếu và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy BID đang bước vào một cái đà rơi, rơi chung với thị trường và hiện tại thì cũng đang khá là xấu đối với cổ phiếu BID. Chúng ta cùng điểm qua mã cổ phiếu ACB. Đối với ACB thì rõ ràng là rất là chì chân rồi, vùng 29 vẫn lình xình ngang đi ngang ở quanh vùng 29 trong một quãng thời gian khá dài. Dòng tiền suy yếu, không có những cái yếu tố đột biến nào và nếu như tại vùng 29 này, nếu như tại vùng 29 này cổ phiếu bị phá vỡ thì rất có thể là ACB lại tiếp tục rơi. Nếu như các anh chị mà chúng ta đã đọc qua về lý thuyết Dow, về cái xu thế tích lũy thì khi khi lên thì cổ phiếu cũng sẽ có một cái xu thế tích lũy cấp 1, xu thế tích lũy cấp 2. Đó, ví dụ như là ACB ở đây, sau đó thì Hùng sẽ làm những cái video để giới thiệu cho các anh chị, đây gọi là xu thế cấp 1 của 2 và đây có thể gọi là xu thế tích lũy cấp 2 của ACB trước khi mà đi. Vậy thì nó hoàn toàn tương tự như vậy, khi mà cổ phiếu rơi thì nó cũng có những cái xu thế tích lũy, để một là sau cái xu thế tích lũy đó thì cổ phiếu nó sẽ bật tăng trở lại hoặc sau cái xu thế tích lũy đó thì cổ phiếu nó sẽ rơi rất là mạnh. Thì đối với ACB vẫn đang ở một cái vùng khoảng vùng 29 và nếu như cái vùng 29 thậm chí là đến khoảng khoảng vùng 28 đi, khoảng tầm vùng 28 bị phá vỡ thì như thế cái xu thế của cổ phiếu ACB nó sẽ chuyển sang một pha xu thế cực kỳ xấu đối với ACB. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu công thương CTG. CTG thì trong một số các cái phân tích trước đây cũng lên chúng có đề cập đến công thương ở vùng giá 21. Khi mà đề cập đến vùng giá 21 thì cũng có đề cập đến việc là công thương cần phải có những phiên 6 đến 7 triệu cổ phiếu và sẽ có phải có những phiên đánh vượt thoát đi lên. Tuy nhiên là cổ phiếu công thương thì vẫn lình xình ở quanh vùng giá 21 và không bứt thoát được và trong cái phiên cuối tuần ngày hôm nay thì công thương đã rơi và như vậy là rơi gãy như thế này thì nó cũng khá là xấu. Khá là xấu và khi vùng 21 mà không bứt phát đi lên được thì cổ phiếu này sẽ rơi về khoảng vùng 20. Lình xình một hai phiên, nếu như tại vùng 20 này cổ phiếu mà không bứt thoát đi lên được thì cổ phiếu sẽ tiếp tục bị gãy, sẽ bị gãy và như thế thì một cái xu thế, một cái tương lai của thị trường nó cũng khá là xấu. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu STB. Đối với STB thì không có những cái nét gì xuất sắc và đột biến. STB vẫn tích lũy ở quanh khoảng vùng giá 11.7. Vẫn đi ngang ở quanh vùng 11.7 và hiện tại thì những cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng là cổ phiếu này tiếp tục lình xình đi ngang, không có những cái dấu hiệu thực sự là tích cực. MBB, ok, Hùng sẽ phân tích MBB bởi vì MBB là một số các anh chị ở trong nhóm cũng đang có mà khi các anh chị tham gia ở những cái tài khoản tại công ty chứng khoán cũ. Thì đối với MBB thì trong rất nhiều những cái bản tin thường có đề cập đến việc MBB đã có một cái nền phân phối ngang ở đây quanh vùng giá 22 cũng khá là mạnh. Dẫn đến cái việc là khi mà có một cái vùng phân phối ngang ở vùng 22 khá là mạnh như này thì cổ phiếu cũng khá là khó để mà chúng ta vượt thoát để đi lên. Thì cũng có vẽ ở đây đấy là cái nền của MBB ở quanh nền 21 đến 21.5 thì phiên cuối tuần ngày hôm nay thì MBB đã bị thủng vùng nền 21. Vậy kịch bản nào cho MBB nếu như sang tuần tới MBB không lấy lại được cái vùng giá 21 này thì như vậy thì MBB sẽ tiếp tục rơi. Sẽ tiếp tục rơi và như vậy thì cũng là một cái xu thế khá là xấu đối với cổ phiếu này. Hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là đường MACD của MBB đang chuyển pha từ lình xình đi ngang sang pha xu thế giảm giá, các anh chị lưu ý. Chúng ta cùng qua mã cổ phiếu ngành chứng khoán HCM.
Thì đối với HCM thì HCM cũng đang vận động ở trên một cái kênh xu thế hồi. Những cái nhịp hồi của HCM thì hiện tại Hùng có đề cập đến ở đây là cái nền hỗ trợ khoảng quanh vùng 24.5, thì đang rơi xuống một tí 24.5, thì cũng có thể khả năng là trong cái nhịp này thì sẽ rơi về chạm kênh xu thế ở đây. Khi chạm về kênh xu thế ở đây tức là nó chạm về khoảng vùng 23.5 ở đây. 23.5 thì tại đây, tại vùng 23.5 này thì có thể HCM sẽ có một vài những cái phản ứng ở đây. Nếu như tại vùng 23.5 mà HCM không trụ được, tức là bị đánh gãy, thì như thế thì chúng ta sẽ có một cái nhịp giảm tương đối là mạnh. Tương đối là mạnh của HCM, bởi vì như vậy là HCM sẽ đi về một cái nhịp khá là xa. Khá là xa, và như thế thì HCM sẽ có thể rơi về vùng 15. Như vậy nếu như vùng 24 mà không trụ được thì đầu tiên sẽ là về vùng 20 và thậm chí là có thể rơi về vùng 15. Có thể rơi về vùng 15. Như thế vậy là một cái xu thế rơi của HCM cũng khá là xấu. SSI đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây khoảng quanh vùng giá 24. Hiện tại thì SSI cũng chưa có những cái dấu hiệu nào thực sự là tích cực, và cái xu thế chủ đạo của SSI hiện tại vẫn là một cái xu thế giảm giá. Và khi giảm về thì có thể SSI sẽ chạm về vùng 24 ở đây. Chạm về đây thì khi chạm về đây thì có thể sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật, thì tại đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích SSI. Nhưng mà xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy là xu thế chủ đạo của SSI vẫn là một xu thế giảm giá. Và đường MACD thì cũng đang có những cái pha chuyển pha tín hiệu khá là xấu đối với cổ phiếu này. Hòa Phát HPG. Đối với HPG thì cũng có đề cập HPG ở trong nhịp này ở vùng giá 32. Có thể tham gia vùng giá 32, và nhìn ở trên một cái chặng đường đi của HPG đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những yếu tố tạo lập của HPG nó cũng chưa có và chưa có gì đột biến, và khả năng thì HPG vẫn tích lũy, vẫn hình thành một cái nền tích lũy ở đây quanh vùng khoảng 31 đến vùng 32 ở đây thôi. Chứ còn hiện tại khi xu thế thị trường chung không thực sự tích cực thì cổ phiếu này cũng không thể một mình một ngựa để chạy được. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu FPT, một số các cổ phiếu blue chip. Thì đối với FPT, quan điểm của Hùng thì Hùng đã có phân tích rồi, có đề cập đến cái nền ở đây khoảng vùng 40, 45 đến khoảng vùng 46. Thì một số các anh chị có hỏi là có mua FPT ở trong thời điểm hiện tại không, thì Hùng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ không nên tham gia, bởi vì rõ ràng một điều là khả năng thì sau khi chia cổ tức xong thì FPT sẽ có một cái nhịp phân phối giảm ở đây. Và giảm về đâu thì trước hết là sẽ đâu đó khoảng theo tiên lượng cùng Lê thì nó khoảng chạm về đây khoảng tầm độ giá 41, khoảng về 41 ở đây đã, vùng 41 đến vùng 42, hoặc có thể là 41.5 đó, sẽ rơi vào về khoảng vùng đây, và tại đây thì FPT tiếp tục tích lũy để có thể hình thành nên một cái nhịp đánh mới. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát FPT. Giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không mở mua đối với mã cổ phiếu này. Gì cơ điện lạnh gì thì trong những cái bản tin trước đây thì cũng có đề cập đến việc là gì có thể có một cái nhịp hồi và tiệm cận về đến cái vùng đỉnh cũ ở đây, thì nó cũng quanh khoảng vùng giá 33 đến khoảng vùng giá 33.5, 33 đến vùng 33.5 ở đây, thì gì sẽ có những cái nhịp phân phối. Trên những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là dòng tiền của Z tiếp tục bị suy giảm, và cái pha xu thế của Z đến thời điểm hiện tại là cái nhịp hồi này, Hùng đánh giá rằng cái nhịp hồi này đã kết thúc, và nó cũng kết thúc chung với nhịp tăng của thị trường, và khả năng thì Z lại rơi về cái vùng hỗ trợ khoảng quanh vùng giá 30.5 đến khoảng vùng giá 31 ở đây, 30.5 đến khoảng vùng giá 31 ở đây đối với Z. Novaland. Chúng ta có phân tích Novaland bởi vì Novaland cũng là một trong những cái thành phần, mặc dù là cái thanh khoản của Novaland khá là thấp, tuy nhiên cái tỷ lệ ảnh hưởng của Novaland đối với thị trường chung nó cũng khá là lớn.
Thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng là có tham gia Novaland không, ở trong giai đoạn hiện tại không, thì Hùng có trả lời là đối với hiện tại thì Novaland nó cũng hơi muộn. Tuy nhiên là chúng ta nếu một nhìn ở một góc độ tổng thể thì chúng ta cũng có thể xem được cái yếu tố, những yếu tố tạo lập của Novaland tại đây như thế nào. Chúng ta cũng nhìn thấy là trong một cái nhịp này Novaland đánh từ vùng giá 50 lên đến tận vùng giá 75. 50 đến 75 với một cái lượng vôn cực kỳ thấp, với một cái lượng vôn cực kỳ thấp, tức là cái đặc điểm của Novaland là như vậy. Vậy thì trong cái nhịp này chúng ta sẽ cùng mổ xẻ ra cái cách cách nhìn nhận của Novaland. Thì đối với Novaland, Hùng có đề cập đến một cái nền tích lũy của Novaland ở quanh vùng giá 56 đến khoảng vùng giá 57 tại đây. Và hiện tại thì cũng đang có những cái xu thế, đang có cảm nhận những cái xu thế rằng Novaland trong nhịp đánh này, Novaland có thể đánh ở trong nhịp này. Bởi vì do thị trường chung nó không có những cái yếu tố thuận lợi. Do thị trường chung nó không có những yếu tố thuận lợi, chứ nếu mà thị trường chung mà có những yếu tố thuận lợi thì rất có khả năng ngày hôm nay Novaland đã vượt thoát, bung ra khỏi vùng giá 60 này, rất là mạnh, qua vùng giá 60 rất là mạnh ở đây. Thì hiện tại Novaland đang có một cái vùng cản khoảng vùng giá 62, 62.5 ở đây, khoảng vùng giá 62.5 ở đây. Thì với những anh chị nào mà chúng ta muốn đầu tư cổ phiếu Novaland thì chúng ta cũng có thể canh ở vùng, theo Hùng thì ở vùng 59.5, đấy là cái vùng an toàn nhất đối với Novaland. Chúng ta có thể mở mua ở đây, chúng ta có thể mở mua ở đây. Nhưng các anh chị lưu ý là thời điểm hiện tại thị trường chung của chúng ta rất là xấu, vì vậy nên là chúng ta nếu có mở mua thì chúng ta cũng sẽ mua với một cái tỷ trọng rất là thấp thôi, không không mở mua, không mở mua nhiều. VCG thì đối với hiện tại VCG trong bản tin, những bản tin tuần trước thường có đề cập đến VCG quanh vùng giá 26. Nếu như tại vùng giá 26 này VCG không bị phá thủng thì khả năng có một cái nhịp đánh dẫn về cái vùng đỉnh cũ ở đây. Tuy nhiên nếu tại vùng 26 bị phá vỡ thì sao? Thì như thế thì VCG sẽ đánh ở đây, và cái nhịp nhịp suy giảm này của VCG sẽ bắt nguồn từ đây, và có thể khi mà cái tín hiệu này bị được xác lập thì như thế thì VCG sẽ giảm một cái nhịp cũng khá là dài, khả năng thì sẽ đâu đó sẽ rơi về khoảng vùng 20.5 theo phỏng đoán của mình, thì nếu như một cái nhịp rơi xuất hiện thì khả năng cổ phiếu này sẽ rơi về vùng 20.5. Còn trên trên xu thế hiện tại thì mình cũng đang thấy rằng VCG cũng đang khá là yếu, khi mà dòng tiền thì cũng bị mất hút đối với mã cổ phiếu này. Ok, chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Bình Minh. BMP thì sao? BMP thì trong những cái nhịp phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến cái việc là khi mà Bình Minh rơi về quanh vùng giá 44 thì Bình Minh đã có một cái lực cầu khá là tốt tại đây. Lực cầu khá là tốt tại đây. Tuy nhiên khi chạm về vùng giá ở đây, khoảng vùng giá đây là một cái vùng kháng cự, đây vùng kháng cự khoảng tầm 47, 47.5 thì Bình Minh đã rơi, có hai cái phiên rơi ở đây. Hai cái phiên rơi này thì nó cũng rơi với xu thế chung của thị trường, và với Bình Minh thì trong giai đoạn hiện tại Hùng cũng có xác định là chúng ta cũng có thể đầu tư, cũng có thể đầu tư mã cổ phiếu này. Tuy nhiên là thị trường chung thì nó đang khá là xấu, khá là yếu. Thì những anh chị nào mà muốn đầu tư Bình Minh thì chúng ta cũng có thể canh quanh vùng 46.5. Bình Minh có thể test trả lại về vùng 46.5 tại đây, và chúng ta cũng có thể mua tại đây. Tuy nhiên là Hùng đã lưu ý rồi, thị trường chung thì nó đang còn rất nhiều vấn đề, vì vậy nên là chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng. MWG, ok, chúng ta sẽ phân tích tiếp MWG. Đối với MWG, những anh chị mà xem bản tin liên tục cùng Lê thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến trong nhịp đánh ở trước đây, MWG sẽ có thể đánh về tiệm cận lại cái vùng ở đây là khoảng vùng 88, đến thậm chí là có thể đánh chạm về vùng 90. Có những phiên nước rút về vùng 90, thì khi về đến vùng 88 ở đây thì MWG đã có 1, 2, 3, 4 phiên phân phối tại vùng này. Và cái phiên đây đây cũng là một phiên phân phối của một MWG rất là mạnh, và phiên cuối tuần ngày hôm nay thì là một cái phiên đánh dấu rằng cái nhịp phân phối của MWG chính thức là phân phối tại vùng 88, tức là target của MWG
ở trong nhịp này có thể đạt về vùng 88, thì những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ MWG thì chúng ta cũng có thể canh canh để chúng ta chốt MWG, canh để chúng ta chốt MWG, và khả năng thì trong nhịp này thì MWG lại rơi lại đâu, sẽ rơi lại về cái khoảng vùng hỗ trợ đây, khoảng vùng 84 à? 84 và thậm chí là vùng 84 nếu như thị trường hiện tại chúng đang thấy khá là xấu. Ok, thì chúng ta cứ quan sát. Khả năng Hùng có nghĩ là theo quan điểm Hùng thì khả năng là nó sẽ đánh về đây, sẽ tiệm cận về đây đã, xong đấy lình xình ở đây 1-2 phiên, lình xình ở đây 1-2 phiên, xong đó thì nó sẽ, một là sẽ bật quay trở lại, hai là nếu như lình xình tích lũy ở đây mà không đạt thì sẽ gãy, và khi gãy thì như thế là cái xu thế rơi nó lại rất là mạnh. Xu thế rơi rất mạnh, và xu thế rơi như thế thì có thể là sẽ chạm về kênh hỗ trợ của chúng ta ở đây, khoảng quanh vùng giá 80 đến vùng giá 81 đối với MWG. Thì hiện tại thì anh chị nào đang cầm thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần cổ phiếu này. VGC, ok, chúng ta sẽ phân tích luôn mã cổ phiếu VGC. Đối với VGC, trong những bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến việc là VGC sẽ có những cái nhịp đánh sóng dài của VGC. Khi mà VGC đã có một cái nhịp chỉnh ở đây khá là đẹp, Hùng đang nhìn thấy nhịp chỉnh về đây quanh vùng 18 khá là đẹp, và Hùng có đề cập đến một cái nền ở đây là nền 20 đến nền 20.5 là cái nền tích lũy của VGC. Và phiên ngày hôm nay, tức là phiên ngày kết tuần, thì VGC đã chạm về vùng 20.5, tức là chạm về một cái vùng trong cái hình chữ nhật Hùng vẽ đây, thì đã gọi là cái hộp đa vát, thì đã chạm về kênh dưới. Vậy thì kịch bản nào cho cổ phiếu này trong giai đoạn hiện tại? Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong giai đoạn hiện tại thì thị trường chung nó cũng khá là xấu, và khi cổ phiếu này hình thành cái nền ở đây đi ngang khá là dài, thì bây giờ mà sau khi đi ngang khá là dài thì cổ phiếu này không bứt thoát lên được, thì VGC có một cái hỗ trợ cuối cùng ở đấy là quanh ngưỡng 20. Tức là nếu như những yếu tố tạo lập mà có thể đánh cổ phiếu này theo những nhịp sóng dài thì cái vùng giá 20 cổ phiếu này cần phải tích lũy lại được. Chứ còn nếu như cái vùng 20 bị phá vỡ, bị gãy thì như vậy là cái kịch bản của chúng ta bị thất bại. Và khi kịch bản đó bị thất bại rồi thì chúng ta lại phải chuẩn bị cho cổ phiếu này những cái kịch bản khác, đúng không? Một cái kịch bản khác đó là nhịp sóng chỉnh 3. Các anh chị lưu ý, nếu như vùng 20 này không bị vùng 20 này mà không tích lũy lại được thì nó lại hình thành sang một cái xu thế khác, đó là một cái nhịp sóng chỉnh 3 ở đây. Và cái nhịp sóng chỉnh 3 này thì nó cũng đi khá là khốc liệt. Nếu như nhịp sóng này hình thành thì nó lại đánh tụt về quanh đâu đó khoảng vùng 16. Ok. Chúng ta phân tích một mã cổ phiếu cuối cùng, PNG. Đối với PNG thì Hùng cũng có đề cập đến ở trong một số các bản tin phân tích ở trước đây, thì PNG thì có một cái vùng kháng cự mạnh ở đây quanh vùng 110. Và trong những bản tin trước thì cũng có vẽ ở đây là vùng 107 đến vùng 110, đấy là một những cái vùng kháng cự mạnh của PNG. Thì khi chạm về đây thì PNG đã có một cái nhịp rơi, và cái tín hiệu rơi cuối tuần của PNG thì cũng khá là xấu. Và khi rơi như thế này thì đầu tiên thì nó sẽ chạm về cái vùng hỗ trợ ở đây. Vùng hỗ trợ của PNG ở đây được xác định đâu đó khoảng vùng giá 97. Khoảng vùng giá 97 ở đây, và tại vùng 97 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo của cổ phiếu này. Nếu tại vùng giá 97 này cổ phiếu này không tích lũy được thì như thế thì PNG sẽ có một cái nhịp rơi. Và nhịp rơi ở sau đó thì căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản và một số các cái mã cổ phiếu blue chip. Cũng như là chúng ta phân tích qua cái chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ cũng như một số các chỉ số chứng khoán của
châu Á và một số anh em lân cận chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là cái xu thế chung về cơ bản nó là xấu, về xu thế chung cơ bản nó là xấu. Thì trong cái bản tin, trong cái bản tin số 56 ở đây các anh chị, nếu như những anh chị nào mà liên tục theo dõi thì Hùng cũng đã sau khi Hùng phân tích thị trường xong thì Hùng cũng đã có đề cập đến cho các anh chị bản tin đúng lên. Có đề cập đến cái việc là thị trường chung, thị trường chung của cái tuần 27 đến tuần 31 là hết sức là khó khăn. Và tại sao nó lại khó khăn thì ngay từ đầu bản tin thì Hùng cũng đã có đề cập và phân tích rồi. Và cái xu thế lình xình đi ngang ở quanh vùng giá 970 đến khoảng tầm vùng 973 thì Hùng cũng đã có tiên lượng, bởi vì là tại cái thời điểm đó thì Hùng không nhìn thấy có quá nhiều các cái động lực để giúp cho thị trường của chúng ta tăng điểm. Ok. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái góc độ xu thế hiện tại của thị trường của chúng ta thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ thử vẽ một cái kênh xu thế ở đây. Đây là một cái kênh xu thế khá là ngắn của VN Index của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là kênh xu thế trên thì như thế là VN Index chỉ chạm được đến ở trong cái nhịp đánh này là 992, tức là tiệm cận về gần 1.000 điểm thì VN Index của chúng ta tiếp tục phân phối. Và khi sau những cái nhịp rơi mạnh thì trong bản tin 56 thì có đề cập đến cái vùng là khả năng thì thị trường sẽ khó khăn và thị trường sẽ tích lũy ở quanh vùng 900 đến 973 điểm, 73 hay 74 gì đó, đây 973 điểm, ok. Và sau đó thì sau khi tích lũy đình trình ở đây thì thị trường sẽ phát đi cái tín hiệu, tức là một tín hiệu thứ nhất đấy là nếu mà thị trường bung qua được cái mốc này thì như thế là xu thế của thị trường sẽ tích cực lên. Ngược lại, nếu thị trường bị gãy vùng 970 thì như thế nó sẽ là xấu. Thì rõ ràng một điều là kết tuần thì thị trường của chúng ta đã mất mốc 970. Như vậy là cái pha xu thế của thị trường của chúng ta là pha xu thế xấu. Ok. Cái việc thứ hai nữa là khi rơi về đến vùng 960. Ok, vùng 960. Nhưng theo Hùng thì vùng 960 này thị trường nó cũng sẽ không giữ được. Sẽ không giữ được ở vùng 960 mà thị trường sẽ về kiểm tra lại ở vùng 950. Thì vùng 950 này chính là cái vùng mà thị trường sẽ cân bằng hơn khi một số cái trụ và một số cái dòng phân phối và chỉnh xong. Nhưng trên cái góc độ đánh giá hiện tại của Hùng thì vùng 950 nó khá là mong manh. Tại vì sao nó lại khá là mong manh? Bởi vì những cái trụ mà chúng ta nhìn thấy, đặc biệt là dòng dầu khí đang có những cái đà rơi khá là mạnh. Thì vùng 950 cũng là một vùng hết sức là mong manh đối với thị trường của chúng ta. Và một cái kịch bản mà xấu hơn của thị trường, đấy là chúng ta cần phải đặt ra. Đấy là đâu đó trong những cái bản tin phân tích trước đây của Hùng lên đây thì Hùng đã đề cập đến cái vùng là 920 ở đây. Chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những cái kịch bản xấu nhất của thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta chuẩn bị như thế thì chúng ta sẽ chủ động về tâm thế và vị thế của chúng ta. Bởi vì là chúng ta sẽ lường trước được. Ok, nếu như chúng ta tiên lượng là nó có thể xấu, nó có thể về 920, nhưng trên thực tế nó không về đến 920 thì như thế là rất may cho chúng ta, đúng không? Thị trường chúng ta không giảm nữa thì cổ phiếu của chúng ta sẽ ngừng đà rơi. Nhưng ngược lại, nếu những cái mốc hỗ trợ của thị trường bị phá vỡ đi, vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái tâm thế vị thế xấu nhất cho thị trường. Còn trên xu thế hiện tại của thị trường thì Hùng đánh giá rằng cái mốc 950 thì sẽ về thôi. 950 thì chắc chắn là sang tuần tới thì thị trường của chúng ta sẽ về đến 950. Nhưng vấn đề là có trụ được 950 hay không thì liên tục Hùng Lê sẽ cập nhật cho các anh chị về thị trường. Về thị trường thì Hùng sẽ liên tục cập nhật, và khi có những cái tín hiệu kỹ thuật thì đây, những cái bản tin xuyên suốt thì các anh chị cũng có thể xem lại được ở trên Zoom. Ok. Về xu thế thị trường chung thì như vậy, nó khá là xấu, khá là yếu đối với VN Index của chúng ta. Còn đối với HNX Index thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Cái nền tích lũy Hùng vẽ ở đây, đấy là quanh nền 106 đến 108.5, thì hiện tại là
đã bị phá vỡ ở cận dưới, và trên góc độ hiện tại thì chúng ta thấy rằng là một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác Hùng có quan sát tại đây, thì cái xu thế mà HNX Index cũng đang đang bước vào một xu thế giảm khá là mạnh, và chúng ta sẽ khả năng thì sẽ trong cái nhịp đánh này thì HNX sẽ phải tiệm cận về đâu đó khoảng vùng 100. 100 đến 101 đấy là cái nền mà HNX Index khả năng sẽ tiệm cận ở trong cái nhịp đánh này khá là xấu, bởi vì một số các cái trụ cơ bản trên sàn HNX thì cũng đang bị chỉnh khá là mạnh, đặc biệt là dòng dầu khí, cũng như một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng thì không còn lực để giữ cho HNX Index có một trạng thái tốt nhất. Ok, về phần thứ ba thì chúng ta sẽ list lại toàn bộ những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi tại đây. Chúng ta sẽ list lại để chúng ta xem lại là những cái mã cổ phiếu đấy bây giờ nó như thế nào, nó đúng hay nó sai, hay là nó đã bị gãy chen, gãy sóng, vân vân. Thì chúng ta sẽ cùng điểm lại. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua mã cổ phiếu Nam Long, NLG. Thì đối với Nam Long, Hùng đã có phân tích trong những bản tin tuần trước cho các anh chị, đấy là Nam Long có một cái hỗ trợ ở đây quanh vùng giá 30. Nếu như Nam Long bị gãy vùng giá 30 thì như thế thì chúng ta thấy rằng là ở đây đã hình thành nên một nhịp phân phối của Nam Long tại đây, và chúng ta sẽ canh chốt. Và trong phiên ngày hôm nay, phiên cuối tuần, Nam Long đã gãy vùng giá 30, như thế nó sẽ là xấu. Những anh chị nào chúng ta đang cầm nắm giữ Nam Long, chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận ở trong cái nhịp đánh này, bởi vì như vậy là xấu rồi. SDI. Đối với SDI thì trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến các anh chị là chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt SDI. Bởi vì Hùng thấy những cái yếu tố tạo lập của SDI hiện tại đang 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 yếu, thì trong tuần thì đã có những cái nhịp đánh lại SDI ở về vùng giá 75, và sau đó thì SDI lại có những cái phiên rơi về vùng 70 đến 71, và những cái kịch bản mà Hùng có đề ra là khả năng thì SDI sẽ đâu đó sẽ chỉnh về khoảng vùng giá 68, đúng không ạ? 68 đến vùng giá 6, thậm chí là sẽ chỉnh sâu hơn để tích lũy lại ở khoảng vùng giá 66. Thậm chí là có thể chỉnh sâu hơn ở vùng giá 66 hoặc là đến vùng giá 65 ở đây. Đó, thì trong cái nhịp này thì khả năng là SD sẽ chỉnh về đây và sau đó thì sẽ tích lũy trở lại tại vùng này. Và tích lũy thành công hay không để tiếp tục đánh lên thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SD. Còn quan điểm là trong bản tin video số 56 thì cũng đã khuyến nghị các anh chị là sang tuần chúng ta sẽ chốt SDI. VRE thì cũng đã phân tích rồi. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu ITA. Thì đối với ITA thì Hùng đang tính ở một cái sóng dài của ITA. Bởi vì ITA cũng là một cái mã cổ phiếu về đầu tư về khu công nghiệp, và đã có một cái nền tích lũy khá là dài. Thì đối với ITA, những anh chị nào yêu thích cổ phiếu ITA, chúng ta có thể canh ở quanh vùng giá 2.9 đến vùng giá 3. Và đối với ITA thì chúng ta sẽ đánh ở một cái ngưỡng sóng dài, ở một cái ngưỡng sóng dài thì đối với ITA là như vậy. Còn trên xu thế hiện tại hôm nay, ITA đã có một cái cây nến hình như là có giá sàn. Không biết tại thời điểm đó thì Hùng không có quan sát, nhưng mà Hùng có nhìn trên đồ thị thì như thế này, tức là chạm về đâu đó vùng 3 chấm vùng 3 chấm bao nhiêu đấy ạ? 3 chấm khoảng vùng 3.0, tức là gần chạm về vùng 3 chấm. Sau đó thì đã có một cây nến hút lên về vùng 3.2. Thì với cái xu thế hiện tại của ITA thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái đà tăng của ITA sẽ bị chậm lại, và quan điểm của Hùng Lê thì ITA của chúng ta vẫn có một cái nền tích lũy dài ở đây là quanh vùng khoảng 2.9 đến vùng 3, thì chúng ta có thể mở mua đầu tư ITA ở một cái góc độ dài hạn. Chúng ta sẽ mở ITA ở góc độ dài hạn đối với ITA. VGC đã phân tích rồi, TDH và Novaland thì đã phân tích rồi, Hùng sẽ điểm qua mã cổ phiếu TDH. Đối với TDH thì Hùng cũng đang nhìn thấy, nếu như chúng ta nhìn ở một cái trên biểu đồ nến tuần, trên biểu đồ nến tuần thì cũng có thể
thấy rằng là TDH đang có những nhịp, Hùng đang nhìn thấy có những nhịp đi lên khá là tốt, khá là ok. Và cái vùng ở đây của TDH ở đây thì nền tích lũy của TDH ở đây ở vùng 11.5. Vùng 11.5 đến vùng 12. Vùng 11.5 đến vùng 12 thì những anh chị nào mà chúng ta có yêu thích cổ phiếu này thì cũng có thể tham gia. 12 quanh vùng 11.5. Chúng ta canh ở quanh cái vùng này để có thể tham gia cổ phiếu này. Đối với TDH thì Hùng đang nhìn thấy ở một cái góc độ là TDH sẽ có những cái nhịp đi nó dài, những cái nhịp đi dài. Tất nhiên là trên những nhịp đi dài đó thì TDH anh chị cũng thể thấy là những cái nhịp sóng đẩy lên và sau đó TDH lại rũ hết xong đó lại đẩy lên. Thì hiện tại thì Hùng đang thấy là mã cổ phiếu này đang khá là tích cực. Novaland thì đã phân tích rồi, các mã chứng khoán HCM, SSI và SHF thì chúng ta sẽ đi SHF bởi vì hai mã kia thì chúng ta cũng đã phân tích. SHF thì Hùng đã có phân tích ở quanh nền 11.5 đến nền 12, đây là một cái nền tích lũy của SHF. Trong một cái quãng thời gian nó cũng nếu mà xem ở trên biểu đồ đến tuần nó cũng khá là dài. Khá là dài. Tuy nhiên phiên cuối tuần ngày hôm nay thì SHF đã rơi ra khỏi vùng 11.5. Rơi ra khỏi vùng 11.5 thì như thế là SHF sẽ có một cái hỗ trợ cuối cùng tại đây, đấy là tại vùng 11. Thì mặc dù SHF đã có những cái phiên rơi ở đây nhưng mà cái lượng thanh khoản cũng khá là thấp thì khả năng là sẽ tích lũy lại được quanh nền 11. Thì những anh chị nào mà chúng ta đang có mạng SHS thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 11, khả năng thì Hùng đánh giá là vùng 11 thì cổ phiếu sẽ cầm đà rơi tại đó và tích lũy tại đó. Ok, dầu khí chúng ta có gas PLX, PVD, PVS thì đã phân tích rồi. Còn mã cổ phiếu PVI nữa thôi, PVI và Đạm Phú Mỹ. PVI, đối với PVI thì những anh chị mà xem các bản tin của Hùng thì Hùng có đề cập đến là khả năng thì PVI sẽ chỉnh về đâu đó, chỗ này đã vẽ rồi, khoảng quanh vùng 35. 35, trên xu thế hiện tại thì chúng ta thấy rằng PVI đang có những cái phiên lình xình như này, những phiên lình xình như này thì nó sẽ rất là xấu và chính vì nó lình xình như thế này thì cái việc mà cổ phiếu này tích lũy lại được ở quanh cái vùng này khá là khó, khi mà dòng tiền thì cũng đang bị suy yếu, dòng tiền đang bị suy yếu, đường MACD và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng cái xu thế của PV sẽ bước vào một xu thế giảm giá. Đạm Phú Mỹ. Đối với Đạm Phú Mỹ thì trong những bản tin và trên Zoom thì cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta quan sát và có thể mở mua ở quanh vùng giá 18. Bởi vì khi đó thì cũng có đánh giá rằng là khả năng cái nền tích lũy của Đạm Phú Mỹ ở đây quanh vùng 17 đến 17.5 là đã hoàn thành. Tuy nhiên là xu thế thị trường chung xấu dẫn đến việc là ngày hôm nay thì Đạm Phú Mỹ đã có một cái phiên đánh thủng vùng 10 18 18. Và như vậy thì sang tuần tới thì khả năng là cổ phiếu này lại rơi chạm về vùng 17.5. 17.5 đến vùng 17 và lại về tích lũy trở lại trước khi mà hình thành nên một cái nhịp tăng mới thì cổ phiếu này sẽ tích lũy trở lại ở quanh vùng 17 đến 17.5. Hàng không thì chúng ta có mã cổ phiếu NCT, HVN, NCT. Đối với NCT thì mã cổ phiếu này thanh khoản của NCT cũng khá là thấp và trong phiên cuối tuần thì NCT cũng đã có một phiên rơi mạnh trả về vùng 75. Trả về vùng nền 75, 75 là một cái nền nền bắt đầu một cổ phiếu này bứt thoát đi lên, tức là cái nền mà khi Hùng phân tích là nếu như cổ phiếu này bứt thoát được qua vùng 75 thì có thể tiềm cận ở nhịp đánh tiếp theo về vùng giá 79 đến vùng 80. Tuy nhiên là xu thế thị trường ngày hôm nay khá là xấu dẫn đến việc là cổ phiếu này cũng rơi theo và rơi khá là mạnh. Đường MACD thì cũng đang bị xấu đi, đường MACD đang bị xấu đi. Như vậy thì đối với NCT thì chúng ta cũng có thể quan sát lại NCT ở quanh vùng giá 75.
cổ phiếu này có tích lũy lại được hay không, hay là nếu như tại vùng 75 mà cổ phiếu này không tích lũy lại được thì cổ phiếu lại rơi về vùng nền ở đây là vùng nền 73 để tích lũy lại. Thì đối với NCT trong giai đoạn hiện tại Hùng đánh giá rằng NCT vẫn cái cơ hội mà để đi tiếp là vẫn còn, bởi vì những yếu tố tạo lập ở đây thì đang khá là ok, chỉ có điều là thị trường chung của chúng ta, vấn đề là thị trường chung của chúng ta đang rất là xấu. HVN và VDC. VDC thì Hùng đã phân tích rồi, HVN. Đối với HVN thì HVN đang có 3 phiên. Sau khi mà chạm về vùng giá khoảng 44 sau chia, các anh chị nhé, lưu ý là 44 sau chia, thì HVN đang có 3 phiên và tích lũy thành công ở nền giá 43. 43, ok, tích lũy thành công ở nền giá 43. Thì theo quan điểm hiện tại của ông Lê thì HVN sẽ cần phiên ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba, tức là chỉ cơ hội chỉ còn khoảng một phiên lình trình ở quanh vùng giá 43.5, 43 này thôi, và sẽ cần phải có những phiên đánh hút dòng tiền đi lên, tức là đẩy HVN vượt thoát khỏi vùng giá, khỏi vùng giá ở đây là khỏi vùng giá 44, giá 44 sao chia. Ok, phải vượt thoát khỏi vùng giá 44 sao chia thì cái cơ hội đi tiếp của HVN, thì cái cơ hội đi tiếp của HVN đi tiệm cận lên đến vùng giá 50, thậm chí là lên đánh lên khoảng vùng giá 55 thì còn, nhưng mà trước mắt sẽ là vùng giá 50 trước, thì cơ hội đó đi lên vẫn vẫn còn. Nhưng ngược lại, nếu HVN bị thủng vùng giá 43, các anh chị lưu ý, nếu bị thủng vùng giá 43 với vốn đạt khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta cũng phải canh để chúng ta chốt chốt để chúng ta tránh một cái nhịp rũ của thị trường, bởi vì thị trường chung đang rất là xấu, và khi thị trường chung nó xấu thì nó ảnh hưởng đến rất tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta. Hòa Phát thì Hùng đã phân tích rồi, ngành nhựa thì có cổ phiếu mà ba con A và BMP, thì Bình Minh Hùng đã phân tích. Hùng sẽ điểm qua mã cổ phiếu ba con A. Trong tuần ba con A đã có một phiên đánh rất tích cực ở đây, đấy là phiên ngày 29 tháng 5, ba con A đã có một phiên đánh rất tích cực, đánh vượt lại lên lấy lại cái mốc gần, gọi là mốc gần khoảng tầm 18, tức là ok, tức là chúng ta sẽ tính ở cái mốc ở đây cho nó dễ, tức là 18. Đánh vượt lại mốc 18 rất là ok. Tuy nhiên sau đó thì hai phiên cuối tuần thì đã trả về cái vùng nền nơi nơi em ấy xuất phát. Tuy nhiên một điều tích cực hơn hơn cả đấy là dòng tiền của hai phiên trả cuối tuần thì cũng khá là yếu, thì khả năng thì những cái xu thế hiện tại thì nó do cái xu thế chung của thị trường thôi. Còn đối với ba cổ phiếu bao na thì vẫn kỳ vọng những cái nhịp đánh dài của bao na, những cái nhịp đánh dài của bao na. Và như vậy thì ba con A sẽ cái nền tích lũy của ba con A ở đây là nền 17 đến 17.3, thì cơ bản là xu thế thị trường chung đang rất là xấu, rất là xấu. Chính vì vậy nên là Hùng không có thể tiên lượng được là cái yếu tố tạo lập khi mà thị trường chung xấu như nào, nhưng mà chúng ta cùng kỳ vọng là bao na sẽ rơi về khoảng vùng 17.5 ở đây và sẽ tích lũy lại tại vùng 17.5 để chờ cơ hội vượt thoát để tiếp tục đi lên. Các mã cổ phiếu của Viettel thì chúng ta sẽ có VTP, Viettel Post. Vẫn là một nền đi ngang. Đấy, một cái xu thế tích lũy đi ngang dài như thế này thì nó cũng khá là khó và khá là khó để chúng ta có thể phân tích và định lượng. Nhưng với quan điểm của ông Lê là khi một nền tích lũy đi ngang đi dài ở trên vùng cao thì chúng ta sẽ nên tránh. VGI. Đối với VGI thì trong cái nhịp đánh vừa qua thì chúng ta đã có những cái điểm mua VGI ở khoảng quanh vùng giá 24. Sau đó tiếp tục có những cái điểm mua của VGI quanh vùng giá 26. Trong tuần thì khi sau cái phiên mà đánh vượt thoát đỉnh, Hùng có tiên lượng ở cái vùng giá 28.
Thì khi đó thì Hùng có tiên lượng rằng là VGX có thể sẽ chỉ đánh đánh chạm về vùng 28, nhưng mà sau đó thì có hai phiên VGX đã đánh rất mạnh và thủng vùng 28, và thậm chí là bây giờ là đã tiệm cận đến vùng 26. Đã tiệm cận đến vùng 26 thì nếu như sang tuần khả năng cao thì VGX cũng có thể sẽ thủng vùng 26, sẽ thủng và có thể chạm về khoảng đâu đó vùng 25.7. Ở vùng 25.7 tức là chạm với kênh xu thế và chạm với ngưỡng hỗ trợ ở đây, thì chúng ta kỳ vọng là VGX sẽ tiếp tục tích lũy lại tại đây. Và cái quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì Hùng Lê vẫn đánh giá rằng là VGX sẽ có những phiên vượt đỉnh, sẽ có những phiên vượt đỉnh và vượt đỉnh thành công. Tuy nhiên là xu thế nó sẽ phụ thuộc chung vào xu thế thị trường, thì trong hiện tại thì xu thế thị trường của chúng ta đang 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 hơi xấu, nên dẫn đến cái việc là cái xu thế đánh lại ở vùng 29 thì hiện tại là chúng ta sẽ chưa đề cập đến, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến cái việc là cổ phiếu này có thể chạm về vùng 25.5 đến vùng 25.7 và tích lũy tại đây. Thì như thế là cũng là sẽ là thành công đối với mã cổ phiếu VGI rồi. VTK và CTR. Đối với VTK thì cũng không có gì đột biến quanh vùng giá 27 CTR. Đối với CTR thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến việc là có khả năng sẽ chạm về vùng 29, và quan điểm thì CTR sẽ phải về lại vùng 24. Ở vùng 24, thậm chí là trong những nhịp trước thì chúng ta có đề cập đến ở vùng 22, nhưng mà trước mắt thì sẽ tiệm cận về đâu đó vùng 24 ở trong trong nhịp này. Trong nhịp này đây là ngưỡng ngưỡng hỗ trợ của CTR, còn hiện tại thì chúng ta cũng chưa tham gia. Ok, chúng ta sẽ phân tích hai cái cổ phiếu của ngành thủy điện, đấy là NT2. Thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đối với NT2 thì cũng đang có nhìn, tức là đang tiên lượng thấy những cái nhịp sóng dài của cổ phiếu này, những cái nhịp sóng dài. Tuy nhiên là trong cái nền tích lũy ở đây, trong cái nền tích lũy đều sẽ bật biểu đồ đến tuần, à đến ngày. Trong một cái nền tích lũy khoảng vùng 27.5 đến vùng 28 thì hiện tại NT2 đã bị thủng cái vùng đó, và NT2 đang rơi về vùng 27, tức là vùng hỗ trợ cuối cùng. Thậm chí là có thể xu thế thị trường xấu thì ở đây có thể là sẽ rơi về khoảng vùng 27 đến vùng 26.5, và cổ phiếu này sẽ lình xình và sẽ tích lũy tại đây. Chúng ta đành phải chờ, bởi vì là thị trường chung của chúng ta rất là xấu, rất là xấu. GEG, đối với GEG thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến cái việc là những cái kịch bản cho GEG. Và ở đây thì chúng ta đang có một cái nền 21. Nền 21 này sẽ là cái mấu chốt vấn đề để chúng ta giúp chúng ta có thể phân tích các cái kịch bản tiếp theo của GEG. Nếu như vùng 21 này GEG bị phá vỡ thì như thế thì cái kịch bản của GEG sẽ là một cái nhịp chỉnh ở đây. Còn cái nhịp chỉnh sóng 3 này thì chắc chắn là nó sẽ thủng vùng 20. Đó, nhưng nếu tại vùng 21 này cổ phiếu này tích lũy và vượt thoát lại được và phải đẩy được qua, sẽ cần phải đẩy qua ở đây là qua vùng 22.5, khoảng vùng 22.5. Qua vùng 22.5 thì lúc đó kịch bản của chúng ta sẽ thay đổi, thì căn cứ vào những cái tình hình thực tế thì chúng ta có thể sẽ phân tích những cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu này. VHC thủy sản thì trong tuần vừa rồi thì cũng đang có thấy VHC có một cái nhịp hồi ở đây, và cái vùng giá có thể tham gia thì anh chị có thể xem lại ở quanh vùng, hình như đâu đó là quanh vùng 92, 91.5, hình như là 91.5. 91.5 thì ngày hôm nay thì VHC đã bị thủng vùng 91.5, khá là xấu, và lại về lại vùng nền tích lũy ở đây, thì khả năng thì xu thế như vậy thì lại lình xình và lại về lại đâu đó ở quanh vùng 90, 90 tích lũy lại, 90 tích lũy lại. Và trong tuần thì có những phiên VHC đã phân phối khá là mạnh, thì như vậy là khả năng cao thì cái vùng 90 này cũng sẽ khó mà phá, tức là khó giữ.
Trong cái xu thế tích lũy thì có khả năng là sẽ khó giữ ở đây. Và chúng ta sẽ lưu ý ở đây ngưỡng hỗ trợ cuối cùng là quanh ngưỡng 89. Nếu nếu tại vùng 89 này VHC bị phá vỡ thì như thế là cái kịch bản là VHC sẽ bị rơi rất là sâu. Các anh chị lưu ý, nếu như VHC thủng vùng 89 thì VHC sẽ bị rơi rất là sâu, và chúng ta sẽ căn cứ những cái tình hình thực tế ở đó để chúng ta có thể phân tích. ANV thì cũng hoàn toàn tương tự là ở vùng 31.5. Cũng có đề cập đến ANV ở quanh vùng 31.5, bởi vì khi đó thì ANV thì cũng có khuyến nghị là chúng ta có thể đánh T cộng, bởi vì lúc đó là cái nhịp hồi ở đây nó đang khá là đẹp. Tuy nhiên phiên ở cuối tuần thì phiên cuối tuần này thì cái nhịp hồi của ANV đã bị thất bại, và như vậy là ANV đã giảm chung với xu thế của thị trường và có một phiên rơi rất là mạnh ở đây. Dòng tiền thì đang bị suy yếu và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đã bẻ cái xu thế của ANV, và khả năng thì đường MACD hôm nay cũng đã, tuần này cũng đã bắt đầu xấu đi, thì xu thế chủ đạo của ANV lại bắt đầu chuyển vào trạng thái xu thế giảm giá. Chúng ta cùng điểm qua hai mã cổ phiếu về khu công nghiệp D2D. Đối với D2D thì cái target đầu tiên thì đã hoàn thành rồi, và sau đó thì sau cái nhịp chỉnh này thì có đề cập đến D2D khả năng sẽ đánh tiếp về vùng giá 160. Thì trong cái nhịp chỉnh này D2D sẽ hội tụ lại ở vùng 130. Tại vùng 130 này sẽ có một vài phiên tích lũy ở đây, và chúng ta sẽ xem phản ứng tại vùng 130 D2D có tích lũy thành công hay không. Nếu không thành công tại vùng 130 thì chúng ta phải bẻ kịch bản của cái nhịp phân tích về vùng 160. Còn nếu tại vùng 130 này tích lũy thành công thì DAD sẽ có những nhịp đánh tiếp, thì chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế của cổ phiếu để chúng ta có thể phân tích. NTC Nam Tân Nguyên. Nam Tân Nguyên thì trong cái nhịp này thì cũng có đề cập đến vùng giá 140, và tại vùng 140 thì khả năng sẽ có những cái nhịp rung đắc và chỉnh nhẹ về đâu đó khoảng quanh vùng giá 130, cũng hoàn toàn tương tự như mã cổ phiếu D2D, và sau đó thì sẽ lình trình tích lũy ở đây và tiếp tục đánh lên. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của NCT để chúng ta tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này. Một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng sẽ không phân tích ở trên bản tin này nữa, bởi vì nó cũng khá là dài. Các anh chị có thể xem hiện tại thì trong mã này nó có một số cái mã, ví dụ như là SFG. Ta xem qua cũng vừa mới xem. Đó, cũng tăng rất là mạnh và hiện tại thì cũng đang rơi. Tức là tóm lại là phiên cuối tuần thì gần như tất cả các mã cổ phiếu đều rơi. Chúng ta cùng qua các cái mã cổ phiếu khác thì gồm có MVFG đã phân tích, FPT đã phân tích, BVH đã phân tích. Ok, chúng ta sẽ qua mã cổ phiếu DigiWorld, DGW. Đối với DGW, ok, DGW thì phiên cuối tuần thì đã hoàn toàn bị gãy khỏi nền 22.5 đến nền 23. Thì trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến ở một cái nền của DVKG đây, tức là cái nền tích lũy đây, và có thể mở mua thì chúng ta sẽ mở mua ở canh mua ở trong cái vùng này thôi, và cái phiên cuối tuần thì nó bị phá vỡ kỹ thuật. Trên một số các xu thế hiện tại thì chúng ta thấy rằng đường MACD của MVKG đang DigiWorld đang rất là xấu, và như vậy là chúng ta sẽ bị thất bại. Tuy nhiên là DigiWorld thì nó sẽ có một cái ngưỡng hỗ trợ ở đây, đấy là khoảng quanh vùng giá 22. Nếu như tại vùng 22 này khả năng thì sẽ có những cái phiên hồi lình xình ở quanh đây thôi, nhưng mà cái nền 22 này là cái nền tảng hỗ trợ cuối cùng để xác định cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu. Nếu nền 22 này bị phá vỡ thì như vậy là DigiWorld sẽ bị rơi, và thậm chí là rơi rất là mạnh khi mà những cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật nó bị phá vỡ.
Phú Tài, chúng ta cùng xem Phú Tài này, PTB. PTB thì cũng một cái nhịp rơi chung với thị trường. Khi mà PTB đã có những phiên đánh vượt lên vùng 66, vùng 66 rất là đẹp, rất là đẹp. Tuy nhiên những cái nhịp rơi này, thì cũng đang khá là ok đối với cả PTB. Khi mà cái dòng tiền, tức là cái lượng hàng đẩy đi nó cũng không phải là lớn. Không phải là lớn thì chúng ta sẽ kỳ vọng khả năng sẽ rơi về vùng 63. Xu thế thị trường chung nó xấu thì nó sẽ rơi về đâu đó khoảng vùng 63, và tại đây tích lũy và tích lũy ở đây một vài phiên, thì sau đó sẽ căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này. Còn nhìn ở trên xu thế hiện tại thì dòng tiền đang bị suy yếu, và cái tín hiệu MACD thì đang có dấu hiệu bẻ từ một cái nhịp hồi, một cái nhịp tăng của PTB tại đây, chạm vùng kháng cự mạnh ở vùng 66 và sau đó thì đã bật có nhịp giảm. Thì hiện tại xu thế hiện tại nó đang là như vậy. Chúng ta cùng qua một số các cái mã cổ phiếu sợi thế kỷ STK. Đối với STK thì đây là một cái mã cổ phiếu tăng trưởng cũng khá là tốt. Và trong trong những cái kịch bản Hùng có đề cập đến thì khả năng STK có thể chỉnh về vùng 24. Từ vùng 24 này tích lũy, từ vùng này 24 tích lũy để có thể đi về vùng target cao hơn, đấy là vùng 30. Thì trong phiên ngày hôm nay, trong phiên cuối tuần thì cổ phiếu này cũng đã bị đẩy về vùng 24.45, và cùng xem cái phản ứng của cổ phiếu này tại vùng 24, như thế nào. Nhưng nhìn chung là thị trường chung xấu thì các mã cổ phiếu không lấy gì làm đẹp. Ok, tại nền 24, nếu tại nền 24 này bị gãy thì STK cũng gần như là cũng bị hết sóng của cái nhịp sóng tăng này. KSB và Hà Tiên 1. Đối với KSB thì Hùng cũng đang nhìn thấy ở đây có một cái nền tích lũy ở quanh vùng 22 đến 23.5, 22 đến 23.5, và đang có những cái xu thế muốn vượt thoát khỏi cái nền tích lũy này. Tuy nhiên là thị trường chung xấu thì cổ phiếu này lại trả lại vùng nền, và cái xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy là cổ phiếu này lại tiếp tục tích lũy lại ở trong cái vùng này thôi, quanh cái nền 22 đến nền 23.5. HT1. Đối với HT1 thì cái cổ phiếu này nó đi khá là chậm. Nhưng mà Hùng thấy rằng là nó xây cũng khá là chắc. Ok, các anh chị cũng có thể thấy rằng đối với HT1 thì nó thường thường nó đi tăng được khoảng 1 đến 2 tuần, và sau đó thì nó cũng có khoảng 1 đến 2 tuần giảm. 1 đến 2 tuần giảm, đấy là cái cách đi của cái mã cổ phiếu này. Thì nếu mà như vậy, nếu với cách đi này thì cổ phiếu này sẽ có đâu đó một cái ngưỡng hỗ trợ ở đây này, khoảng quanh vùng 16.2. 16.2, và tại vùng 16.2 này thì chúng ta cũng có thể quan sát tại đây. Nếu như vùng 16.2 mà không bị thủng thì chúng ta cũng có thể tham gia mã cổ phiếu này, bởi vì cổ phiếu này đường đi khá là hay, đi rất chậm mà khá là chắc, đi đến đâu thì xây chắc đến đó. Ok. Một số các cái mã cổ phiếu mới lên sàn, chúng ta xem nào. LMH. LMH thì đã có một cái nhịp tăng khá là khủng khiếp. Đã tăng vượt đỉnh, tức là trong những nhịp phân tích trước đây thì cũng chỉ đề cập đến khoảng vùng 14.5, và LMH thì hôm nay đã tăng vượt đỉnh rồi. Tăng rất là mạnh. Trong lúc thị trường khó khăn thì tìm kiếm được cái mã cổ phiếu này đầu tư thì cũng khá là tốt, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không tham gia được. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu HVH.
Đối với HVH thì cũng đang có những cái xu thế, tức là ở tại đây thì sẽ có những cái kịch bản khác nhau để chúng ta có thể tiên lượng được được cái đường đi của cổ phiếu này, nhưng khả năng là cổ phiếu này cũng đang muốn đánh vượt đỉnh ở đây, tức là đang muốn đánh vượt vùng giá 27.5, quanh vùng giá 27.5, mặc dù là thị trường chung rơi rất là mạnh nhưng cổ phiếu này gần như không rơi, vẫn giữ được nhịp và một số các yếu tố khác thì vẫn thấy khá là ok. Nhưng mà HVH thì bây giờ cũng đi khá là cao rồi, thì đầu tư ở giai đoạn này nó cũng khá là rủi ro, khá là rủi ro. Nhưng mà nếu mà xét về một cái yếu tố tạo lập thì cổ phiếu này đang khá là tốt. SGC, SGC cũng đã có một cái nhịp đánh rất là tuyệt vời về đâu đó khoảng vùng giá 20, tức là không về được vùng 21, và hiện tại thì cũng đang rơi theo những cái nhịp chung của thị trường. Cổ phiếu này thì cũng đang bước vào đà giảm giá, chỉ báo MACD cũng đang khá là xấu, và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng cái đà rơi của cổ phiếu này vẫn sẽ tiếp tục và khả năng lại rơi về vùng nền. Đối với những cái cổ phiếu này thì nó lại khá là đầu cơ, với lại nó mới lên sàn nên nó cũng không có nhiều cái dữ liệu để chúng ta phân tích. TDM thì vẫn đang hình thành một cái nền ở đây, nhưng mà TDM thì khả năng là cũng sẽ phân phối ở đâu đó ở quanh vùng 30 này thôi. Cái lực tăng nó cũng không còn nhiều. DDG. DDG chưa có những cái dấu hiệu. Nền tích lũy của ở đây là quanh nền 30 đến nền 32, chưa có gì đột biến. Ok. Như vậy là chúng ta đã phân tích xong toàn bộ cái danh mục cổ phiếu của chúng ta. Cũng như phân tích xu thế của thị trường thì vẫn nối tiếp bản tin video số 56, thì đây là bản tin video số 57. Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị quý anh chị nhà đầu tư, thị trường của chúng ta tiếp tục gặp những vấn đề hết sức khó khăn. Thị trường chung khó khăn thì dẫn đến là chúng ta cũng có thể thấy xuyên suốt tất cả các mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích, xuyên suốt các mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích thì chúng ta cũng gần như chúng ta không thấy được những cái mã cổ phiếu nào có những cái tín hiệu đẹp, và gần như các mã cổ phiếu đang rơi vào một nhịp chỉnh mạnh, những cái nhịp rơi rất là mạnh, và chúng ta cũng chỉ kỳ vọng là cổ phiếu ngừng đà rơi, chưa chưa nói đến chuyện tăng, chúng ta chỉ kỳ vọng cổ phiếu ngừng đà rơi, và cái việc ngừng đà rơi cũng là một cái thành công của thị trường rồi. Còn trên xu thế hiện tại thì đối với thị trường chung thì cũng có đề cập đến ở cái ngưỡng gọi là 950, khả năng thì sang tuần tới cái ngưỡng 950 này sẽ chạm về, và sẽ chạm về đây, có thể những yếu tố tạo lập sẽ đánh thủng qua vùng 950 một tí, xong đó thì kéo lên, hay là có kéo lên hay không thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật. Nhưng vùng 950 mà thị trường mà không giữ được mà khả năng cao thì hiện tại thì Hùng đang thấy rằng là cái đà rơi đang rất là mạnh, nên là cái vùng 950 thì không biết là có giữ được hay không, thì chúng ta sẽ qua kết thúc những cái phiên giao dịch thì Hùng sẽ tổng hợp và list lại toàn bộ thị trường để up lên ở trên 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 Zoom này để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể tham khảo, lấy đó làm cái thông tin để giúp cho chúng ta có được những cái giao dịch nó tốt hơn. Còn về FX thì hiện tại Hùng vẫn đang tiếp tục làm và vẫn đang tiếp tục cho E tự động để chạy thử xem là những cái tín hiệu kỹ thuật nó có tốt, nó có ok không, và cái quá trình test chỉnh thì nó mất khá là nhiều các cái thời gian. Và tất cả những cái mà Hùng đang làm ở đây thì nó hoàn toàn tự động, tức là nó loại bỏ hoàn toàn những cái yếu tố tâm lý của con người. Chúng ta chỉ cần bật máy tính lên, và khi chúng ta xây dựng xong cái thuật toán thì chúng ta sẽ cho nó tự giao dịch, gọi là hoàn toàn như là một cái con robot ấy. Thì chính vì vậy nên là nó cũng khá là khó, bởi vì thị trường của chúng ta thì nó cũng luôn luôn là biến động, và cái việc mà tìm ra các bộ tham số kỹ thuật cho từng cái cặp tiền
hay nói nôm na giống như kiểu chúng ta đầu tư bên chứng khoán cơ sở, đấy là từng cái mã cổ phiếu thì nó cũng khá là khó. Ok. Vậy là thị trường của tháng 5 thì đã kết thúc, và kết thúc thì theo như Hùng nhận định thì không không có nhiều niềm vui, bởi vì là thị trường của chúng ta đã giảm rất là mạnh, và kể cả là những cái mã cổ phiếu mạnh nhất chúng ta tìm ra thì trong tuần vừa qua, và đặc biệt là trong 2 phiên cuối tuần, thì những cái mã cổ phiếu mạnh nhất thì cũng đã không thể chịu nổi cái xu thế chung giảm giá của thị trường và đã quay đầu giảm điểm. Còn đối với những anh chị mà chúng ta tham gia phái sinh, đối với những anh chị mà chúng ta tham gia phái sinh thì rõ ràng một điều là khi thị trường chứng khoán cơ sở gặp những cái bất lợi thì phái sinh nó lại là thế mạnh, đúng không ạ? Nó lại là thế mạnh, bởi vì là phái sinh thì chúng ta đều có thể đánh được ở 2 chiều, tức là chiều long, tức là chiều mua lên, và chiều short là chiều đánh xuống. Đó, và chính vì xu thế thị trường chung của chúng ta đang đang xấu, tức là khả năng là giảm điểm, chính vì vậy nên là các cái vị thế của các cái hợp đồng phái sinh ở trong tuần tới thì khả năng là chúng ta gần như các anh em sẽ canh bán xuống là chủ đạo, chứ còn những cái nhịp hồi lên thì theo Hùng là đấy chỉ là những cái nhịp kỹ thuật thôi. Thì team của Hùng Lê có một cái room phái sinh để chúng ta có thể nhận lệnh, và có một room phân tích chuyên sâu về chứng khoán cơ sở để chúng ta có thể cập nhật về tình hình thị trường cũng như tất cả những cái mã cổ phiếu, tất cả những cái mã cổ phiếu mạnh, những cái mã cổ phiếu tốt nhất ở trong phiên. Ok, Hùng Lê xin kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bên người thân, và chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái tinh thần xấu nhất có thể đến với thị trường chứng khoán Việt Nam ở trong tuần tới. Chúng ta phải chủ động ở trên tài khoản. Những anh chị nào mà đang có margin cao, chúng ta chủ động hạ margin để chúng ta tránh bị call margin hoặc là bị forced sell. Và những anh chị nào mà đang nắm giữ ở vị thế cổ phiếu lớn thì chúng ta cũng sẽ canh những cái nhịp hồi để chúng ta có thể hạ bớt tỷ trọng, để chúng ta đảm bảo cái tỷ lệ an toàn đối với tài khoản của chúng ta. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong những cái bản tin tiếp theo.